nay ra sao? Đang yêu ai quen ai? Anh nhìn em trong nhiều cơn lắm đây. Anh cứ thắc mắc mãi, sao ca sĩ tình duy ra bài kia tên đặt là thắc mắc. Bởi vì anh luôn nghĩ, em vẫn nghĩ về điều đó. Mà thật ra em nghĩ về điều đó, ôi thật lạ. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhờ. Đến khi nào em mới biết bỏ thua lào. Người mà em yêu em còn chia tay đưa theo anh thuộc lão đã là gì? Thì chẳng qua em chưa cay thuốc thôi, anh đâu cần quan tâm làm gì. Đừng bận làm gì thức khuya, chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạ lùng như thế. Biết bao đêm anh mơ, mơ về em bóng đè bật khỏi giường. Giấc mơ hay lặp lại, tối đen con đường về, em ngồi sau dọi đèn pin cho anh. Thật ra anh đang nhớ em hay là nhớ con nào khác. Thật ra anh yêu biết bao người mà vẫn ngu như là chó. Đến bao giờ em mới biết bỏ thua phiền? Người mà em yêu em còn chia tay đưa theo anh thuộc phiền là gì? Thuộc phiền là gì? Thì chẳng qua em chưa cay thuốc thôi, anh đâu cần quan tâm làm gì. Điều mình cần phải nói ra, một sự thật là chúng ta chẳng còn gì nữa.